giới thiệu chức năng danh sách học sinh. Nhằm giúp bạn quản lý được chi tiết lớp học của mình, Eduline giới thiệu chức năng danh sách học sinh. Trong lớp học sẽ có tính năng danh sách học sinh để bạn có thể quản lý được học sinh trong lớp học của mình. Bạn có thể chủ động tạo và gửi lời mời học sinh tham gia lớp, hoặc bạn có thể cài đặt học sinh tự chủ động ghi danh tham gia lớp. Chúc bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên nền tảng Eduline. Eduline.